hướng cầu vọng xuống chắc 4 phân luôn quá. Rồi anh em nói xin chào cả nhà. Nè anh em ra chòi mới nữa cả nhà ơi. Chòi nghỉ mát. Chòi này chòi nghỉ dưỡng của cậu Sơn. Vợ cứ gượt đồ ra đây à. Ra đây là im ấm luôn hả? Cơm đi. Kìa, xách cơm xuống tới kìa. Nghỉ cái tay ăn cơm đi. Rồi ok. Ok. Cái gì? Làm rồi ban sau mấy hồi hả? Đâu có cái vụ này. Nước đâu ngập tới hả? Trời ơi, ngập cái này là cái làng cổng không còn cái thứ gì nữa trơn. Dọn một mé bên đây thôi cho trống nè, thả cái máy xuống cho nó xuôi. Thôi mình cũng tắt máy đi phụ cả nhà ơi, để con hồ bị gượt ạ. À. Anh em làm sườn rồi hết rồi cả nhà ơi. Thả hai đầu tay nữa. Chuẩn bị lọp. Làm sáng giờ, đuối hết rồi. Nhờ có gốc cây, bóng cây cũng đỡ. Cái nắng không có miếng gió nữa. Mệt đuối hết rồi. Có cây này xuống địa ngồi. Xuống địa ngồi chi. Nhờ mấy cây mắm bự che mát mát cũng đỡ. Ừ, làm đường ở đây nè, vỏ lãi của mấy người đó đó đi lên nó cũng gần. Vỏ lãi của chị ấy á. Của vỏ lãi của cô đậu á. Rồi anh em lợp cái chòi rồi cả nhà ơi. Rồi còn thiếu khúc lá. Trưa nắng quá nghỉ rồi. Trưa nắng rồi, chắc này anh em đi kiếm đồ ăn cơm cả nhà ơi. Chào đại gia đình nha. Còn cái phần sau đó để mát mát rồi làm. Mát rồi. Nghỉ rồi. Nắng quá rồi, 1 giờ chiều rồi, chưa ăn cơm nữa. Này anh em đi xuống xuống dần lưới cái kiếm cá lên làm cơm ăn. Cống cá gà nhóc luôn rồi cậu. Chắc này xuống nước nó mát đã luôn rồi. Đây cả nhà ơi, ra cái chòi mới mình về lên đây mình giao lưu rồi với cậu rồi. Đổi cảnh đâu. Đập thì cá dữ lắm nha. Đập thì mình đóng đáy cá nâu về mình cũng thả vô đây cả nhà ơi. Cho cậu cũng ấy, đập cũng lớn lắm. Ủa vậy đủ lưới không mực, bữa xéo xéo gì bả nói mực. Thiếu lưới á, chứ không phải chơi đâu. Rồi hải chung vô trong luôn rồi đi ấy hồi nữa rồi cái lùa qua luôn. Rồi dính co nè. Dính co nè. Bên kia bên đây luôn, vuột luôn rồi. Ồ cá có con lọt. Đừng có đi qua đó, đi cốt vô đây nè. Không đi qua đó luôn. Ủa? Đập trong cái cống ra lại ra dữ lắm nè.
kìa, sáu lớn, trời ơi rồi. Thấy lưới nó trở lại. Thôi rồi, cá nó bay ra. Cái gì? Có phi nữa mà coi. Chúa. Đây nè. Đủ lưới mà. Đó. Tàu vô cá rồi. Quá trời cá luôn rồi. Tội gối giật kìa. Giật nó lọt hết hay gì ta. Tội gối mang nó chạy kìa. Ôi, mất tao luôn, ôi, chạy nè. Ôi, đó, được con rồi kìa, 2-3 con luôn. Chút chỗ này 2-3 con rồi. Gình lên nổi không? Đây lên. Đục nổ đâu. Ơi coi chừng cá. Cái cây thở vô trúc. Cái cây trời ơi, thôi luôn rồi. Cái cây kia kìa. Cây sổ thấy cho gắt ngang qua đây nè. Sổ qua. Nổi không? Được không? Gắt qua đụng đất cậu ơi. Cầm lên. Bên trên đó đó. Ừ. Hay quá cậu ơi. Lùa lên đây, lùa lên đây. Tập trung lại gỡ cá. Cô gái bước chạy đi cậu ơi. Bước chi phóng sinh lỗ nhỏ nhỏ được rồi. Trời cũng ố như cái đập của mày nha. Cá phi đất bùng thì con nào cũng thấy nó cũng quay quay vậy. Bộ hoàng cai cuốn à. Nó lẹt luôn. Nãy có đấu con nào cũng thấy cùng tay người ta vậy mà dính được có một con hai vậy ta. Đây là 3 4 con đâu con ơi. Phải không? Đây tao thấy có con hai gì nè. Thứ này cũng sưng phái lắm nè. Chết hả? Mày. Vậy thả lại đi hết cậu. Thả sống thả lại công lý rồi. Rồi, anh em dân được nhiêu cá đây cả nhà ơi. Cái này anh em bằng kho cơm. Đói mập. Cái nào quỳ. Quỳ. Thằng ông có đói có đồng, đồng tiền mần không hết đâu mần ăn ít thôi mần chuyện ít mở sách lên nhà giấc này cậu sưng nhúm lửa cá này mà chưa rồi bây giờ mình cho lửa cháy lên cháy lên đừng có cá ăn năm người mà nó làm đâu gần 50 cái cá. Ăn cho hết đập luôn rồi. Không hết đập nổi đâu, hết cá thôi, đập ăn hết rồi. Này, bắn nước màu. Màu rừng luôn. Cái này đang ở giữa rừng mà nó không phải rừng hả? Trời ơi, nước đủ coi chưa? Đủ.
không đủ thì hồi có nữa hả? Chỉ nước mắm vô, kho nước mắm. Cá sôi hùng hục rồi, chín rồi. Thành phẩm một nồi cá ngon cực kỳ. Bỏ hai trái ớt vô luôn cậu ơi. Đây ăn ngay thì chịu. Rồi đó, nhắc này nó nhắc xuống đó. Hay quá cậu ơi. Rồi, lóp. Mời cả nhà ăn cơm với mấy anh em cả nhà ơi. Rồi, mời cả nhà ăn cơm nghe. Cá kho, cá phi, cá đối. Chấm cải. Chấm cải, rau cải. Cá phi, cá đối, cá chét, cá tầng ong. Rồi, cá liệt. Ăn cơm với nhà ơi. Có mấy cá sạo nữa. Cá tầng ong đó. Nó kêu cá tầng ong. Có cá sà cơm, có cá sạo, cá thông kinh, cá mỏ qua tính cử tao nữa. Cũng chèo rồi, đấu rồi cả nhà ơi. Phi. Có con gái xuống chơi nhõng nhẽo. Mời cả nhà ăn cá liệt. Cá liệt ngon không? Cá liệt béo lắm nha cả nhà. Được chuẩn bị nha. Mời cả nhà mở nè. Gái ăn cơm không? Gái ăn cơm không? Đâu kiếm cơm cho nó, cơm trong đây nè. Ừ, có con tôm trọng á. Có phi chưa tới đâu, mọi nhà có phi. Năm mấy nay mới ăn được con có liệt. Ừ, phi cũng béo đỡ nè. Món này nó ngon cực kỳ quá. Không phải là cá ngon đâu, cá cũng ngon nhưng mà tao nấu nó ngon hơn. Hay quá cậu ơi. Kiến anh em cũng hoàn thành cái chòi cái nóc còn dừng cái nữa với lọp này chút nữa thiếu lá. Tương lai mà sao sau này là cái chòi này là được quay hoài đó. Đổi hướng. Đổi hướng. Mời cả nhà ăn cá chép. À dạ, con kiến cắn tôi. Cảm ơn giáo nha. Mời nhà ăn cá tặng ông. Cá ông cập cập gì nữa nha. Mời cả nhà ăn cá phi đi. Phi muôn năm. Năm dẫn tới. Dạ. Để nhà ăn đồ độc cá phi. Gì con gái? Ừ. Kiến cắn cái gì mà lâu bắn tẻ tùm lum hết rồi hả? Ăn cơm giữa gừng mà không yên. Bắn không nói mày. Ủa, nó núp cái bụi nào vậy sao mà không thấy hả? Bắn đùng đùng vậy hả? Bắn tẻ sao mà thấy. Lại mệt thiệt chứ. Nó làm mấy cái bọt nha. Hôm nay học bắn súng rồi đạt. Người ta bắn súng nè. Cũng cơm rồi con. Nè nó cậu lộn cơm cho con gái kìa. Hay quá mực ơi. Thì đó. Nóng muốn chết đây nè. Tao làm con không kịp nữa nè. Cái này cũng tính vắt lắm. Trên vai hay gì đây nó gao không. Quá ngon cậu thương ơi. Cơm cặp vô gao. Ngon. Sau này là ông Đạt là về cái chòi này ngồi đặng nước cá kêu. Mình ba thôi hả? Mình thôi. Ưu tiên chứ hả? Ưu tiên hả? Chỉ cái ưu tiên thôi. Kêu bé vô đừng dựng vô cái bé ơi. Trời bỏ bé trời cũng mình Đạt à. Biết cô lỡ không, không phải đi với bé hay sao, đi với bự hay sao. Đây, anh em Toàn Nhiên Hải cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và coi kênh của Toàn Nhiên Hải nha.
Thì cũng chúc cả nhà dồi dào sức khỏe. Giờ anh em xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào clip ngày mai. Rồi, xin chào cả nhà. Chào cả nhà.